Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chúng con ở núi Thị Vải Phường Phố Mỹ Thị xã Phố Mỹ Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Chúng con tại Chùa Vạn An này Chúng con xin thành kính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Và Thầy Thích Thông Lạc Cùng với các vị Thánh Tăng Ở nơi rừng thiêng nước sẵn này. Hôm nay nhân sự có duyên ông Hoàng Huỳnh Mẽ vẽ mất ngày mùng 8 tháng 2 Giáp Thìn tức ngày 17 tháng 3 năm 2024 lúc 18 giờ 15 phút ngày mùng 16. Và Hoàng thị mất ngày Hoàng thị phấn mất ngày mùng 7 tháng 2 Quý Mão tức ngày 28 tháng 3 năm 2003 Con nhân tiện đi về đây để, để cúng Phật Con xin Phật chứng minh Giới hương, định hương, tuệ hương Giải thoát, giải thoát, chi kiến hương Quan minh, vân đài, biên pháp giới Cúng dường, thập phương, tam bảo tiền Hôm nay nhân tiện tại núi non sơn cao của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này chúng con với tấm lòng thanh tịnh hàng sáng ra đi xin ăn ở dưới chân núi nên nay con dùng những cơm này của bá thí để cúng dường chư Phật chúng dường các vị thánh tăng và thầy tổ thích thông nạc hôm nay con xin đọc bài khéo để giáo hóa chúng sinh ước nguyện cho chân linh dòng họ tộc họ hoàng đình một cụ tổ hoàng đình công tự pháp tĩnh cụ, cụ, cụ hoàng đình tài cụ hoàng đình điền cụ hoàng đình luyện cụ hoàng đình do vũ thị mơ cụ hoàng đình mai cụ hoàng đình khu hoàng đình đậu cụ hoàng đình bảo hoàng đình chiên bà cao thị ma trai hoàng đình nạp cụ bà Nguyễn Thị Viên, Hoàng Đình Đôn, cụ Hoàng Đình Tấn, Hoàng Đình Ngân, cụ Hoàng Đình Ân, cộng cụ bà Hoàng Thị Quất, cụ Hoàng Đình Cành, cụ Hoàng Đình Soang, cụ Hoàng Đình Soi, cụ Hoàng Hiệu Diệu Niệm, Hoàng Đình Hiểu, Hoàng Đình Tha, Hoàng Đình Giang hoàng đình cát hoàng đình sớm hoàng đình tiệp hoàng đình trường hoàng đình bảy hôm nay chúng con thỉnh cao tầng khổ khảo cao tàng thổ tỷ thúc bá huynh đệ tổ cương tổ cô mãnh tướng nhiệt vị chân dinh của họ hoàng đình vẽ ở tại xứ của vĩnh bảo thành phố hải phòng này nhân tiện ông đã ra đi Hoàng Đình vẽ lúc 10 8 giờ 15 phút ngày mùng 8 tháng 2 Giáp Thìn tức ngày 17 tháng 3 năm 2024 chúng con đầu lễ đảnh lễ chư Phật chư Hiền Thánh Tăng và các vị Pháp Sư cùng các thầy tổ thầy giữ giới miên mật chúng con xuống đây với thanh lòng thanh tịnh đi xin ăn ngày một bữa không nhận tiền bạc gì với tấm lòng thanh tịnh này ước nguyện cho các hương ninh của dòng họ hoàng nào luôn luôn mong gặp sớm gặp mười điều lành chỉ có thành con người thì mới có thể tu tập được giải thoát chấm dứt nôn hồi sinh tử chúng con đây cũng biết ơn chư phật chư hiền thánh tăng và bá thí đã cúng dường cho chúng con thức ăn này để chúng con cúng dường nên Phật các vị thánh tăng và các chân hương ninh của nơi họ Hoàng Đình ở Vĩnh Bảo Hải Phòng này kính thưa mọi người chúng con ước nguyện cho mọi người làm sao sớm được gặp nhiều điều lành để thành người thì mới có thể tu được giải thoát, không thì không ra hồi sinh tử được. Mong cụ sống khôn chiếc thiêng về với cõi nành sớm để sớm tu tập có duyên thì về miền Nam Đông Nam Bộ này, nơi vũng tàu này để tu với chúng con. Tiếp đấy, chỉ có con thân con người thì mới có thể tu được cứ cuộc sống ngoài ngoài bơi trải khổ lắm cụ ơi Hỡi ông ơi, ông đình vẽ ơi, sống thì thiêng, chốt thì khiêng. Nhưng thực tế, con người sinh ra khổ lắm, không ai có thể nhìn thấy được. Tất cả do điều kiện cuộc sống này phải bơi trải suốt 72 năm qua. Thế nhưng với gia đình đầm ấm con cháu đề huề thì mong được sự hộ trì cho chân ninh sớm được tiêu thoát. Chỉ có con đường sống không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ chúng sinh thì mới giải thoát được khỏi luân hồi sinh tử. Ông ơi, sống thút khiêng lắm, chúng tôi cũng rất là ngưỡng mộ. Mới 72 tuổi rồi, xưa nay hiếm, nay ông ra đi thanh thản để cho con cháu đằng sau học cái đức tính của ông và cụ già cũng ra đi rồi nhưng con cái cháu chắt ở lại để nó biết đạo đức làm người đạo đức nên bản nên quả làm người sống không làm khổ mình không làm khổ người và không làm khổ chúng sinh thì tất cả vũ trụ này mới nhìn lại được cho chúng ta an vui hạnh phúc nhân tiện hôm nay con cũng đâu nổ cổng lễ với các sư tăng ở núi thị vải này ước nguyện cho tín chủ con cháu và như con Hoàng Văn Sương, Nguyễn Thị Phiên, Hoàng Văn Vấn, Trịnh Thị Ní, Hoàng Thị Hằng, Hoàng Thị Vân, cháu Hoàng Văn Việt, Hoàng Thị Mến, Hoàng Gia Bảo, Hoàng Thị Hoa, Nguyễn Văn Bình, Hoàng Anh, Hoàng Thị Nguyễn, Vũ Trọng Dương, Hoàng Thị Minh Anh, Nguyễn Văn Quyết, Hoàng Cẩm Tú, Hoàng Thị Ngọc Anh, chắc là Hoàng Bảo Nam và Hoàng Ngọc Gia Ân với ước nguyện như thế này toàn bộ gia đình sống anh yêu hạnh phúc chỉ có biết sống không làm khổ mình không làm khổ người không làm khổ chúng sinh mong con cháu của cụ luôn luôn là người làm gương cho gia đình ở đó mọi người học tập chứ đời sống dục nạc thế gian này khó nắm chúng ta không biết tỷ đâu sinh hồi tử luôn hồi bây giờ nghi lễ nắm nắm cụ ơi mong cụ rằng sống như thế này có một không hai ở trên thế giới này với miền bắc này có những hòa thượng phải bắt ma nhưng thực tế không có bắt ma gì cả ông đã đầu thai luôn rồi chỉ mong làm sao cố gắng giả được cái nghiệp mình còn vướng bận một chút rồi thành con người chứ chẳng có linh hồn nào để mà cúng nữa đâu, nhưng phong tục thì cũng cứ phải vậy. Dân làng, hàng xóm, họ hàng biết đâu mà lần ở thế giới này các nước người ta có làm vậy đâu, người ta có cúng đâu, có phải coi chuối đâu ông ơi. Mong ông sớm thành cậu bé và đến ngôi chùa nào đó tu khỏi luân hồi sinh tử nữa ông ơi. Nếu những người trong gia đình này, con cháu, con con cháu cháu Hãy nguyện là ăn chay ít nhất trong 49 ngày. Ai duy trì được chay càng tốt. Con cũng nói bạch với ông rằng con là người nằm y, y học. Con có biết chút về kiến thức. Thịt, cá, trứng sữa không phải thức ăn của con người mà nó có độ pH thấp. Đó là 4.7 nước tinh khiết mà chúng ta đang uống con đang dâng lên ông đây là chính là 7 pH Còn máu của ông khi còn sống cả con gái ông và mọi người như chúng con đây cũng là 7.4 có độ pH như vậy do vậy thịt cá trứng sữa có 4.7 mang tính chất axit sẽ vào gan gan phải túm lấy giữ lấy và dùng dự trữ canxi và magie trong cơ thể để có anh trung hòa thức ăn đó mới vào được tế bào đi nuôi cơ thể. Nếu thiếu thì gan nó phải lấy từ răng, lấy từ xương để trung hòa đủ thức ăn mới được. Do vậy thịt cá trứng sữa nó thuộc về dòng axit, do đó mang tính chất này, máu của ta kiềm, không đồng nhất nên bệnh sinh ra con người là vậy. Với tấm lòng tỳ kheo thanh tịnh và biết nghề khoa học hiện nay đã chứng kiến rằng đã cho chúng con biết khoa học nói nhịn ăn 24 giờ là khoa học nhất để tốt cho con người. Do vậy mong mọi người không nên ăn vặt, hãy ăn cho đúng bữa để cho còn đi làm. Con cũng hơn 10 năm nay ăn ngày một bữa rồi, thì con thấy vẫn lái xe quân đội rầm rầm, vẫn đi neo núi xin ăn hàng ngày. Tiền cũng rất nhiều nhưng đâu dám nhợ, mình tu chưa đến gì mà nhận tiền là mình hỏng đó ông ơi vậy mong với từ trường anh ước nguyện nơi núi cao này của đất bà rịa vũng tàu này con ước nguyện cho ông sớm là thành người để về đây xem một chú bé tiểu nhỏ mà tu thôi ông ơi ước nguyện cho con cháu đề huề biến đau thương thành hành động ai cũng vậy thôi thì hãy giữ mình qua cái bài nói này về vấn đề sức khỏe hãy để cơ thể tự chữa lành đừng có uống sữa bò nữa các bạn ơi nó có độ bé thấp lắm vậy nên khi người già uống ngã một chút là vỡ xương nhất là phụ nữ vỗ xương chậu thì nằm mấy năm liệt là mất thôi con người khổ là vì ngành y không dám nói thật chúng con là người tu hành đọc được học được chúng con mới dám nói thật ra mong mọi người hoan hỉ và chứng minh cho con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Với chân linh của ông Con muốn làm sao cho ông Hoàng Đình Vẽ Sớm được sinh ra làm người Để còn cho con cháu nó yên tâm Sống trong hạnh phúc của gia đình không đâu có việc gì phải 49 ngày đâu. Ông bây giờ đã là nhân đầu thai của một con người hoặc một gì đó rất nhanh vì nếu còn nợ chúng sinh, nhưng con nước nguyện với tâm niệm này, chắc chắn ông sớm về với cõi nành. Ông ơi! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nay tại núi Thị Vải Bà Rịa Phóng Tàu này, con xin thành kính dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị Thánh Tăng và Thầy Tổ chúng con chứng minh cho Hương Ninh Hoàng Đình Vẽ mất ngày 8 tháng 2 năm Giáp Thìn, tức ngày 17 tháng 1, tháng 3 năm 2024 này, sớm về với cõi nành để còn cùng nhau tu tập để giữ gìn tránh pháp thích ca mâu còn tất cả chúng ta nên bài trừ những cái tệ mê tín dị đoan vừa qua chúng con cũng đi giáo hóa cho rất nhiều người ở đấy những thầy pháp lấy đắt lắm công đắt lắm đập mỗi cái chùa cái thờ mà cũng đòi 10 đến 15 triệu ở Ninh Bình bây giờ có những đám người ta đòi những hai chục triệu có đám ở Hải Phòng 100 triệu tiền đánh đám thế thì họ tu cái gì đâu vậy nên với tỷ kheo thanh tịnh này có ước nguyện cho sớm cho dân Việt Nam sớm ngộ ra đừng để cho khổ cho người tu mà khổ cho cái người còn sống thì đã thiêu mất tiền rồi lại còn phải cung cấp 7749 không cần phải nên nữa mà những ngày 7 tuần để cho khéo cho người ta khỏi nói thì ta cũng làm mâm cơm chay ta dịch nên nơi hơi mà thở ông một chút sau 49 ngày xong ta cũng đi thu dọn để đưa ông về cùng ở bên tiên tổ không cần gì phải hết ba tháng 10 ngày cũng không cần gì phải đến 3 năm với rũ tang đâu quý vị tất cả sống không làm khổ mình không làm khổ người và không làm khổ chúng sinh ông mất đi làm gương cho mọi người để tu đấy đó quý vị ơi với thanh tịnh này con xin được cúng dường chư Phật chư huyền thánh tăng và chân linh của ông cũng như các chân linh của họ nhà ta kính dâng lên người một lòng tôn kính xin mong đất vĩnh bảo ta có một nơi tỳ kheo thanh tịnh một cái chùa để chúng ta đổi mới lại đi nấy lại từ ngày xưa đi các cụ ngày xưa có thờ tụng gì đâu có chùa nàng gì đâu bác hồ đã dạy rồi thế nhưng về sau này nó tham quá nó ý quá nó chạy hết mọi di tích rồi biến chùa thành đình thiết đình thành chùa thành nơi Ê, khó vậy Vậy hôm nay với tấm lòng thanh tịnh nơi đây con xin đầu nể chảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị thánh tăng được xin hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về Tam Bảo và ước nguyện cho chúng sinh và mọi người luôn thành Phật tạo Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.